bộ phim Nàng Quan Thon. Ta còn phải gặp chuyện như vậy bao nhiêu lần nữa đây? Ta chưa từng muốn xảy ra chuyện như thế này. Nhưng thời gian qua, ta không thể làm gì khác được. Ta không tin. Quýt Thôn, đừng. Mẹ ơi. Nè, Quan Thôn. Mẹ nha. Quan Thôn à, con đi theo. Đừng. Mẹ đi. Đừng bỏ con lại mà. Quan Thôn, buông ta ra. Buông ra. Buông ta ra. Ta muốn trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt, nên ta mới chịu theo ý của mọi người. Nhưng giờ thành ra ta lại bị mọi người lên án. Bọn họ biết tên ta trước cả con người của ta nữa. Nhưng ta không phải, và ta chưa từng là như vậy. Rồi một ngày mọi người sẽ biết là ta không phải là ả Quan Thon hai lòng. Mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Quỳ ơi, mẹ đã quyết định rồi. Mẹ đừng nói gì bây giờ. Lính triều đình đang kéo tới gần nhà chúng ta rồi. Chúng ta phải đi thật nhanh thôi mẹ. Quỳ ơi mẹ. Đi thôi mẹ, đi. Quỳ ơi, Quỳ, Quỳ à. Mua vô, mua vô. Cải ngọt đây, cải ngọt đây. Mua hàng đây, mua hàng đây. Xin mời, xin mời. Cải này có tươi không đó? Này, ta lấy cái này. Mua hàng đi. Nè xem đi. Ghé quẹo lửa đi. Mẹ ơi, mẹ đợi con chút nha. Con đi tìm từ trước đã. Đây là bữa cải đi. Cải mới nè. Rau xanh đây. Tươi ngon lắm đây. À, đi chết đi. Nè nói. Có chuyện gì vậy? Mày đúng là con đàn bà lăng loàn. Đứng dậy. Mày lại đây. Ta đau lắm. Buông ra. Mà buông ra. Ta không có làm gì mà. Người đàn ông lúc nãy chỉ tới để mua đồ. Sai rồi thì đừng có kiếm chuyện với vợ con. Ta tận mắt thấy, vẫn còn dám nói dối hả? Ta nói nè, dám nói dối ta hả? Dừng lại, dối lại ngay. Người không xấu hổ với xóm làng hay sao hả? Thân là chồng mà đi đánh đập vợ như vậy sao? Đó là vợ của ta. Ta muốn làm gì với ả mà không được chứ. Lại đây. Không. Lại đây. Dừng lại. Cô chịu chuyện. Anh ra nè. Lại đây. Trời ơi. Lại đây. Vũ phu quá vậy. Đúng hả? Đúng hả? Trời ơi. Trời ơi, đánh người rồi kìa. Người trốn đi. Ta. Mà trốn đi nhanh lên. Trốn đi. Đánh người rồi kìa. Chúng ta đi thôi mẹ. Quỳ à? Chưa vậy. Bà Quỳ, đứng lại. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên. Chưa vậy. Ủa thôi nhanh. Đừng có đánh nhau kìa. Đánh ra. Trời ơi, đánh đi. Hắn còn sống thôi. Hắn đã ác mạng rồi. Trời thiệt tình. Nói à, coi chồng ngươi sao rồi kìa, nhanh lên. Ôi trời ơi, coi đi. Phải làm cái gì vậy? Hả? Ôi trời ơi, làm sao rồi? Sống rồi kìa. Tránh ra.
Nhanh lên, nhanh, tránh ra. Chuyện gì vậy? Đi theo mẹ, tránh ra đi. Đường này, đi. Nè, đứng lại, không được chạy. Còn chạy nữa sao? Đứng lại. Quay à? Quay. Đầu hàng đi, đó quay. Đừng làm gì con ta mà. Quay không hề bắt cóc ta đâu. Ta tự nguyện đi cùng với con ta mà. Làm ơn về tâu với quốc vương. Dù thế nào thì ta cũng không quay về. Quay à? Kẻ mà quốc vương nên bắt đi á chính là Khủng Chan. Hắn đã bỏ báo sai sự việc lên quốc vương rồi. Ngài chức cao vọng trọng, tài giỏi, quốc vương lại tin tưởng ngài. Công việc của ngài vẫn có thể thăng quan tiến chức. Đừng bỏ cả cuộc đời về chuyện như vậy. Đầu hàng đi. Nhưng ta không thể bỏ rơi mẹ mình được đâu. Quay ơi. Nếu vậy, bắt cho bằng được đó quay. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Quay à. Quay, con hãy cẩn thận đó. Quay ơi. Dài. Kìa, cháy rồi. Cẩn thận đó Quay. Cẩn thận đó Quay ơi. Đầu hàng đi đó Quay. Quay à, con hãy cẩn thận đó Quay. Ya no mati ya mati thi so tha ya sa pa sa no he na sa. Gì vậy? Trời ơi, ông kìa. Quay à. Quay à, đi thôi mẹ. Cháy rồi kìa. Ông kìa. Sao vậy, làm gì vậy chứ? Nè, bà đủ rồi, đâu ơi. Mau dập lửa đi. Lửa đi, lên, đi lửa đi. Cháy rồi kìa. Mau dập lửa đi. Trời ơi, mau dập lửa đi. Dập lửa mau. Cháy gì mà quá trời vậy. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Đường này mẹ ơi. Quay ơi. Quay. Quay à. Không nổi nữa hả mẹ? Đường này. Quay. Mẹ ngồi đây. Bên kia. Bên này mẹ ơi. Bên này, đuổi theo. Phản đi sổ, phản đi sẵn. Thu sẵn đi sổ, thu sẵn đi sẵn. Không sống rồi. Quay ơi, con dừng lại đi. Con đừng làm lớn chuyện thêm nữa mà Quay. Phải bắt cho bằng được ra Quay và Quang Thôn. Mau bắt lại đi. Quay à, dừng lại đi con. Con hãy dừng lại đi mà. Dừng lại đi mà Quay. Người cậu tin con đó. Con hãy dừng lại đi. Quay.
喂呀！喂，喂，紧张的。喂，梦真，梅儿。喂，你不打，忍了。梦真，喂呀，忍了你。喂，喂儿，đừng mà quay. Anh cùng anh, sao nó ra vậy? Lần này quay gặp rắc rối rồi. Dừng. Ngài kêu. Cha. Khun Phen, ngài sẽ giúp vợ con ngài thật sao? Ngài cũng định làm trái lệnh của quốc vương để mang tội chết hay sao hả? Xin hãy để ta nói chuyện với vợ ta, con của ta. Chỉ một chút thôi. Quan Thọ, cho ta xem vết thương của nàng một chút đi. Quan Thọ, nàng còn đau chỗ nào nữa không? Cha tới không phải để giúp con đúng không? Broadway, sao con lại hành động nóng vội mà không báo trước với cha chứ? Con đã báo cho cha chuyện của mẹ nhiều lần rồi. Con thấy cha không có động tĩnh gì hết. Cha chịu được cảnh nhìn mẹ sống với lão Chan, nhưng con thì không chịu được. Cha im lặng không có nghĩa là cha chấp nhận. Cha có cách làm của cha, nhưng vì con hành động như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ. Nó đã tồi tệ từ khi cha đi xin ả Lao Thôn về, thay vì đi xin mẹ về rồi. Nè Quay, thôi đủ rồi Quay. Chàng à, con làm như vậy vì lo lắng cho ta mà thôi. Chàng hãy từ từ nói chuyện với con nha. Không cần phải nói đâu mẹ. Dù thế nào con cũng sẽ không bao giờ để mẹ về sống với lão cha anh đâu. Mẹ phải đi trốn với con. Nhưng mẹ không muốn phải đi trốn nữa đâu. Cả cuộc đời này mẹ đã trốn chạy rồi, hôm nay mẹ sẽ không trốn nữa. Mẹ sẽ quay về để giải quyết hết tất cả mọi khúc mắc. Quan Thọ, nàng định làm gì vậy hả?
có gì xem bây giờ đó, cẩn thận thôi. Trời ơi, vô tình mà rớt hết trơn rồi kìa. Biết dọn vậy thì đâu có xong nữa. Mà hả, đánh nhớ rồi như vậy chứ. Ôi, lại đi đó hoài à. Không biết phải làm sao nữa. Đúng là bực mình thiệt mà. Nè, nhìn kìa, tên quay lúc nãy đốt chợ, nó đã bị bắt rồi kìa. Người sẽ đền bọn ta thế nào đây hả? Đó lại đi, nói đi. Đó lại đi thế nào đó? Phải án được vậy chứ. Thì tình nợ thì nó đền đi. Bắt nó đền đi. Nó lại đi. Đâu phải đền đi. Quay à, phá hết đường. Đúng rồi, đúng rồi. Đừng mà, đừng có ném đi. Trời ơi, ném chết nó đi. Ném chết nó đi. Nãy giờ chưa xong. Ném chết nó đi. Đừng mà, phá hết đường. Phá hết đường. Phá hết đường. Ném chết nó đi. Ném lại đi mà. Ném đi. Ta xin lỗi mọi người. Còn đây, đây là mẹ của hắn ta, á của hắn thôn hai lòng. Đúng vậy, dành thời gian để chung sống với chồng, không chịu dạy dỗ con cái. Các người không quen biết ta, sao có thể mắng chửi ta như vậy chứ? Ném chết đi, nói giết luôn đi, luôn đi, giết luôn đi, đừng dọa ta, đừng dọa ta, đừng dọa ta, đừng ném nữa, đừng ném đi, đừng ném đòn nữa mà, ném đi, dừng lại đi, được rồi, được rồi, dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại đi. Các ngươi, đứa nào dám đụng tới nàng quan thôn của ta thì sẽ biết tay của ta. Trời trời, ghê quá à. Nè cha anh, tại sao ngươi thù keo mà lại trút lên người cháu của ta? À, bà thôn xăm sĩ. Ừ, ta là thôn rạ sĩ, người hỗn láo quá rồi đó. Nếu như bà không muốn con trẻ hỗn hào, thì bản thân nên thể hiện mình là người lớn đi chứ. Nó yêu vợ nó, quanh thôn biến mất, thì sao nó có thể ngồi yên được chứ? Đúng rồi đó. Nè bà thép thon, bà nuông chiều con từ nhỏ đến lúc nó già đầu, nên cha nó mới xấu xa như vậy. Kệ ta. Tên cha anh, đồ xấu xa. Bình tĩnh. Ê, miệng người đói yêu con ta, nhưng lại đem chuyện của con ta đi bêu riếu. Người đúng là thằng dùng cái đầu hói quấy lỗ tai thật mà. Chung sống với nhau mười mấy năm, ta nghĩ người sẽ tốt hơn, nhưng mà không hề. Ngươi cũng vẫn xấu người xấu nết như vậy, không hề thay đổi chút nào. Nếu quanh thòn bị gì thì cũng đều do ngươi hết đó. Mẹ sĩ đã chanh và sải thôn, không cần phải lo đâu. Đó, bởi vì ngươi sẽ nhận hình phạt, không phải là quanh thòn đâu, mà là Khun Phen và con trai của hắn mới đúng. Ngươi tự tin quá rồi cha. Nếu như vậy thì thử xem, giữa thỉnh cầu của ta và thỉnh cầu của ngươi, quốc dương sẽ nghe theo lời của ai hơn? Ngươi định thỉnh cầu quốc dương điều gì? Ta sẽ xin cho nàng Quan Thoa quay trở lại làm vợ của ta. À, cái tên keo này, ngươi định lấy lại nàng Quan Thoan? Ngươi nghĩ là Quan Thoan sẽ chấp nhận chia chồng giai đó sao? Hả? Hai người vợ của ngươi vẫn còn ngồi ở đó kìa. Ừ. Tên chán kia. Ừ. Đợi đi rồi ngươi sẽ biết. Ừ. Quốc dương banh quá xã Ngự Triều. We'll be right back.
cho gọi chả mừng quay vô ra nát. Chàng đến kiện với ta là người bắt cóc vợ của hắn ta. Ta cho lính đuổi theo. Ngươi vẫn ngoan cố dẫn án quan thon trốn đi. Ngươi đã làm cho quân lính và người dân bị thương. Chợ và nhà cửa của dân bị đốt cháy, gây tổn thất rất lớn. Có đúng hay không quay? Dạ đúng vậy. Tất cả là do sự ngông cuồng của ngươi, không nghĩ cho người khác, chỉ thấy chuyện của bản thân là to lớn. Người như vậy thì sao ta có thể tin tưởng và trao quyền lực làm một trung thần của ta chứ? Hình phạt của ngươi là tịch thu tài sản, phế bỏ toàn bộ chức vụ và hành hình cho ta. Dạ muôn tâu quốc dương, con của thần hành động thiếu suy nghĩ, xin quốc dương hãy niệm tình mà giảm nhẹ hình phạt. Dạ muôn tâu quốc dương, chả mừng quay từng chiến thắng trận chiến chiên mày đã từng có đóng góp to lớn cho đất nước, cho nên mong quốc dương hãy xem xét lại. Muôn tâu đức quốc dương, để có người lính bảo vệ và che chở cho đất nước, người thật tài giỏi như chả mừng quay rất là hiếm có. Nếu chúng ta đánh mất chỉ vì chuyện nhỏ như vậy thì thật là đáng tiếc. Thưa quốc dương, ngươi có thấy không quầy, mọi người ai nấy đều rất rộng lượng với ngươi. Chính ta, ta cũng hy vọng là ngươi lớn lên sẽ trở thành một nhân tài của Dương quốc. Được rồi, ta sẽ giảm hình phạt cho ngươi nếu như ngươi hứa với ta là ngươi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này. Tội thần kính bẩm quốc vương, nếu là chuyện khác thì thần có thể hứa với ngài được, nhưng nếu là chuyện này thì thần không thể làm được thưa ngài. Bảo Quy, ta cho ngươi ân huệ đến mức này rồi, ngươi vẫn còn dám hỗn sực nữa hay sao? Dạ thưa thần không dám, nhưng thần không thể hứa chuyện mà bản thân không thể nào mình làm được. Thần được mọi người thương yêu, có được những chiến tích giống như ngày hôm nay cũng bởi vì có mẹ Quan Thôn đã dạy dỗ và yêu thương thần. Thần thật sự không thể để cho mẹ Quan Thon của thần phải chịu đau khổ dày dò một mình được nữa. Lại là ả Quan Thon nữa sao? Ả này chỉ toàn gây chuyện rắc rối cho người khác. Muôn tâu quốc dương, trong chuyện này thần cũng có phần sai, bởi vì con thần không biết là thần đây đã chuẩn bị đơn thỉnh cầu để dâng cho quốc dương rồi. Bây giờ ngươi cũng thỉnh cầu xin lại Quan Thon hay sao hả Khun Phen? Muôn tâu quốc dương, Khun Phen vừa mới thỉnh cầu xin lại Lao Thon rồi, bây giờ thỉnh cầu xin lại Quan Thon nữa sao được chứ? Ta và Quan Thon chưa từng chia tay nhau, chính ngươi đã lợi dụng lúc ta ngồi tù đến bắt Quan Thon đi. Cớ gì mà lúc này ta lại không thể xin lại vợ của ta? Vì nàng ấy là vợ của ta. Im!
Các ngươi ngừng cãi nhau được rồi đó. Mau đưa ảo quan thôn đến đi. Cho gọi quan thôn. Ảo Quan Thôn, tại sao ngươi cứ không ngừng gây chuyện gì hả? Ta không hiểu gì lý do gì mà ba ngươi đàn ông vừa tài giỏi, vừa chức cao vọng trọng, có quyền lực trong tay và cả tài sản, lại chấp nhận khiến cho cuộc đời của bản thân bị hủy hoại vì ngươi, trong khi biết rõ ràng là ngươi chỉ là ả đàn bà hai lòng. Dân phụ xin thưa với quốc vương, dân phụ không chối cãi mình chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Nhưng mà dân phụ không phải là ả đàn bà hai lòng. Thời gian qua, dân phụ chỉ yêu duy nhất một người đàn ông, đó là Khun Phen. Tốt rồi, ta sẽ dễ dàng đưa ra quyết định. Cả Khun Chan và Khun Phen ai cũng muốn thỉnh cầu xin lại ngươi. Ta sẽ cho ngươi quay về sống với Khun Phen. Dân phụ không muốn quay trở lại sống với Khun Phen, thưa quốc vương. Nếu như vậy, ngươi muốn về sống với Khun Chan sao? Thưa dân phụ không muốn. Dân phụ chưa từng yêu và chưa từng muốn sống chung với Khun Chan, thưa quốc vương. Ngươi nói cái gì hả? Ngươi không quay về sống với Khun Phen và cũng không muốn về sống với Khun Chan. Ngươi muốn gây chuyện nữa sao? Dạ thưa dân phụ, không muốn sống với ai hết. Ý ngươi là ngươi không chọn ai hết sao? Lý do của ngươi là gì hả? Dân phụ không biết phải giải thích như thế nào nữa, thưa quốc vương. Nếu ngươi không chọn thì hai kẻ này sẽ đánh nhau không có điểm dừng. Dù thế nào hôm nay ngươi cũng phải chọn. Nếu ngươi chọn ai thì ta sẽ ra lệnh cho người còn lại cấm đụng chạm đến ngươi. Nếu không, ta sẽ chém đầu hắn ta. Ngươi chọn đi. Thật sự dân phụ không thể chọn được, thưa quốc vương. Ả đàn bà hai chồng lăng loàn, loại đàn bà này
còn sống ngày nào sẽ gây rắc rối cho người đàn ông bên cạnh ngày đó, và là gánh nặng cho đất nước. Ông Jaya Maharaj, bắt cả ta đi hành hình ở Tả Lên Keng. Xin tuân lệnh, giải á ta đi. Muôn Tàu Quốc Dương, nếu có người phải chịu trừng phạt thì người đáng bị trừng phạt không ai khác chính là thần đây, vì đã làm cho mẹ phải lâm vào tình cảnh như vậy. Muôn Tàu Quốc Dương, xin đừng trừng phạt Quan Thon, xin hãy trừng phạt thần thay cho nàng ấy. Muôn Tàu Quốc Dương, nếu có ai phải chịu trừng phạt thì chắc chắn không phải là Quan Thon. Chính Khun Phen và tên quay đó là người gây ra chuyện này, hai người này mới đáng nhận lấy sự trừng phạt. Im lặng hết đi. Dạ Muôn Tàu Quốc Dương, hoàng hậu Rá Sụ Rí Dông Thê Quy đến. Tạm ngưng chuyện của ngươi lại đã. Quan Thon, ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Khi ta quay lại, ta phải có được câu trả lời từ ngươi. Nếu không thì chắc chắn ngươi sẽ bị treo cổ ở Tả Lên Keng. Ngự thiện phòng vừa có được trứng cá sấu, thần thiếp chợt nhớ là quốc dương rất là thích nên đem đến dâng cho quốc dương. Nàng nghĩ ta sẽ tin là nàng đến tận đây để tìm ta chỉ vì chuyện nhỏ này thôi sao? Thần thiếp có nghe nói quốc dương đang định tội Chả Mừng Quay, mà nguyên nhân chính đến từ Quan Thon, nên thần thiếp muốn xin được đến dự buổi chầu để cùng nghe sự tình. Càng nói ta lại càng thấy tức. Ả đàn bà hai lòng này đúng thật là xui rủi mà. Ở gần ai thì sẽ khiến cho người đó đau khổ. Khi ta để cho ả ta lựa chọn, ta cho ả ta chọn sẽ sống với ai, thì ả ta lại trả lời là ả ta không thể chọn. Khi ta hỏi lý do thì ả ta nói là không biết phải giải thích với ta làm sao. Thần thiếp thấy cũng không lạ, bởi vì chính thần thiếp đôi lúc cũng có những chuyện cũng không thể giải thích cho quốc dương hiểu rõ hết được, nên cũng đã từng có chuyện nhỏ xé ra to. Thưa quốc dương, nếu nàng đã nói đến chuyện này, dù thế nào thì ta cũng thua nàng. Chuyện đã xảy ra, chúng ta ai cũng sai cả. Nếu là chuyện của Quan Thon, thần thiếp thấy là chắc nàng ấy có lý do riêng của nàng ấy. Quốc dương người trước giờ luôn anh minh và luôn là điểm tựa vững chắc cho thần dân, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng nên được nhận sự khoan hồng của quốc dương, không phải sao? Thank you.
đó không phải là thị nữ của hoàng hậu sao chứ? Chỉ vì một người mà khiến bao người phải khổ sở. Ngươi chỉ giỏi trách móc người khác thôi. Nếu như không phải do ngươi thì cũng đã không lớn chuyện như vậy rồi. Ngươi đang nói ta sao? Đúng, ngươi cũng trách Quan Thon đó thôi. Im. Nếu còn cãi nhau thì về nhà mà cãi đi. Ở đây họ cãi nhau cũng đủ lắm rồi. Quốc vương trá banh quá xã và hoàng hậu trá sù rí dông theo quy ngự triều. Ngươi đã nghĩ ra chưa hả? Ngươi sẽ chọn sống với ai? Dân phụ xin được trả lời như cũ, là dân phụ không chọn ai hết thưa quốc vương. Vì lý do gì? Cho dù quốc vương sẽ cho là việc dân phụ không chọn ai sẽ khiến cho vấn đề này rắc rối, không thể chấm dứt được. Với dân phụ mà nói thì cách này là cách duy nhất để có thể chấm dứt được chuyện này. Chấm dứt bằng cách nào hả? Ngươi cố tình chọc tức ta sao? Dạ thưa dân phụ, không dám. Nè Quan Thon, không ai hiểu được lý do việc mà ngươi không đưa ra lựa chọn cũng sẽ không chấm dứt được vấn đề này. Ngươi càng làm như vậy, người ta sẽ càng kết tội ngươi là một kẻ hai lòng. Ngươi chấp nhận vậy sao? Dạ thưa không. Quốc vương và hoàng hậu trước giờ chưa từng khoan dung cho ai tới mức này đâu đó. Ngươi nên biết ơn và giải thích lý do của ngươi ra đi mà. Ngay bây giờ đi. Nói ra hết đi Quan Thon. Ngươi nên giải thích lý do của ngươi đi. Nói cho mọi người được biết. Lý do của dân phụ là xuất phát từ chuyện của ba người chúng thần. Nó phức tạp rắc rối tới mức dân phụ không biết phải giải thích từ đâu thưa hoàng hậu. Thì mẹ cứ kể mọi chuyện từ đầu đi, chính con cũng muốn biết mọi chuyện mà. Nàng kể đi Quan Thon, để cho mọi người biết được tên keo chính là ngọn nguồn của tất cả những rắc rối này. Quan Thon, thời gian qua nàng là vợ, là người mẹ tốt. Ta tin là nếu như mọi người biết những điều giống như ta biết thì mọi người sẽ yêu thương nàng giống như ta vậy. Dạ dân phụ muôn tâu quốc vương. Nếu đã vậy thì dân phụ xin phép được kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra, để mọi người hiểu được lý do vì sao dân phụ không muốn chọn ai. Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi dân phụ vẫn còn nhỏ. Lúc còn ngây thơ không hiểu chuyện, định mệnh như đã khéo sắp bày. Chính sự việc ngày hôm đó khiến cho dân phụ vô tình quen biết với hai người đàn ông. Một người rất tốt với dân phụ, còn một người là người mà dân phụ yêu.